Ines là một luật sư người Tây Ban Nha hiện đang sống ở Roma. Chị đã gia nhập Opus Dei từ năm 17 tuổi, một quyết định chị đưa ra bởi ước muốn được giúp đỡ những người xung quanh. Tôi ước muốn đem nhiều người lạc lối trở về gần Chúa hơn. Trong môi trường sống trước kia của tôi, tìm kiếm Chúa là một việc làm không bình thường. Có những tình cảnh khiến con người ta đau khổ và cảm thấy trống rỗng, nên tôi có ước muốn giúp đỡ những người này. Sau đó tôi muốn tìm thấy ý nghĩa trong mọi việc mình làm, trong công việc hàng ngày không phải chỉ làm việc và nhìn thời gian trôi qua, nhưng là để mọi thứ tìm được ý nghĩa của nó. Opus Dei được thành lập vào năm 1928 bởi Thánh Jose Maria Escriva. Hiện nay đã có 92.600 thành viên, và lớn là những người đã lập gia đình. Thông điệp mà họ muốn truyền tải là tìm kiếm và tìm thấy Chúa ngay trong cuộc sống hàng ngày, không chỉ khi đi nhà thờ hoặc tham dự các hoạt động tôn giáo. <laughs> tìm kiếm Chúa trong mọi sự, trong công việc mà bạn làm mỗi ngày, trong đời sống gia đình, trong các mối liên hệ xã hội, khi vui vẻ hay khi đối mặt với những vấn đề trong cuộc sống bình thường, ai đó có thể nói rằng không có sự thay đổi nào trong những việc tôi làm trước và sau khi gia nhập Opus Dei. Nó đơn giản là một thứ ánh sáng chiếu soi mọi thứ, và điều đó nghĩa là trong đời sống hàng ngày, tôi đang đi tìm sự hiện diện của Chúa. Tinh thần của Opus Dei là một thái độ đối với thế giới và đời sống thường ngày, trong đó ta nhìn mọi thứ của thế giới này như công việc, đời sống gia đình, tình bạn như một con đường để theo đuổi sự thánh thiện. Opus Dei nghĩa là mở rộng những con đường mòn bình thường này của đời sống con người trở thành việc tìm kiếm sự thánh thiện và khám phá thiên chúa ngay trong những tình huống bình thường này. Cha John Watt từng học lịch sử phục hưng tại Đại học Harvard và viết các bài diễn văn cho Tổng trưởng lý của Hoa Kỳ và Thống đốc Đảng Dân Chủ bang Pennsylvania. Tuy nhiên, khi đức giám quản của Opus Dei yêu cầu cha học để trở thành linh mục, cha đã đồng ý. Các thành viên của Opus Dei khá là đa dạng với mọi tầng lớp, có đàn ông, có phụ nữ, có những người sống đời khiết tịnh, có cách giáo dân, phần lớn là giáo dân và phần lớn là những người đã kết hôn, cũng có các linh mục như tôi đây. Có một vài giám mục là thành viên của Opus Dei, nhưng đó thực sự là một sự giao thoa với giáo hội công giáo. Điểm mấu chốt đối với Opus Dei là khám phá làm thế nào để sống một đời sống nhất quán với đức tin ngay trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong công việc và trong gia đình. Opus Dei thực thi điều đó bằng cách mang đến sự chăm sóc thiêng liêng và sự đào luyện Kitô tô hữu cho mọi người, quảng bá các sáng kiến giúp đỡ xã hội như các bệnh viện, trường học và trường đại học. Tuần lễ quan trọng đối với Opus Dei sắp bắt đầu. Thứ bảy này sẽ bắt đầu quá trình bầu chọn người kế vị thứ ba của Thánh Jose Maria sau khi đức giám quản của họ, đức cha Javier Echeverria đã qua đời vào ngày 12 tháng 12. Quá trình này sẽ kết thúc khi đức giáo hoàng công bố đức giám quản mới.